5 chỗ trên cơ thể đàn ông mà phụ nữ rất thích nhìn trộm vào. Nghiện nhưng ngại. Đã bao giờ bạn ngồi và tự hỏi rằng phụ nữ họ thích nhìn gì ở đàn ông, nhìn gì trên cơ thể một người đàn ông chưa? Đừng ngại ngùng hay xấu hổ. Đây là nhu cầu của mỗi con người. Khi bạn đã biết phụ nữ thích nhìn thứ gì rồi, bạn sẽ biết cách làm cho chỗ đó đẹp lên về diện mạo, thu hút ánh nhìn và tăng độ nam tính của mình lên hơn nữa. Đối với một người đàn ông, khi nhìn vào một người phụ nữ thì có tới 70% sẽ nhìn vào ngực, sau đó mới liếc qua nhìn mặt người đó. Thế nhưng phụ nữ thì sao? Họ thích nhìn gì trên cơ thể đàn ông? Sau một cuộc khảo sát trên nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt tại Việt Nam, chúng ta đã có kết quả. Dưới đây là 5 vị trí phụ nữ thích nhìn nhất, có khi lại nhìn trộm rất nhiều. Thứ nhất, phụ nữ thích nhìn mông, vòng ba của đàn ông nhất. Dân gian xưa từng có câu, đàn ông bụng to thì có tướng lạc quan. Nhưng thực tế, phụ nữ lại không thích đàn ông có bụng to nhiều mỡ. Họ thú nhận rằng thích nhìn mông, hay còn gọi là vòng ba của đàn ông nhất. Nếu một anh chàng có cái vòng bụng phẳng, mặc áo sơ mi đóng thùng hoặc áo phông, lại có vòng ba to tròn, đầy đặn, thì phụ nữ sẽ bị mê mệt ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Theo một cuộc khảo sát cho thấy rằng, phụ nữ họ thường nhìn trộm vòng ba đàn ông, nhưng họ rất tinh tế và che giấu rất kỹ, không nhìn chằm chằm như đàn ông đi nhìn ngược phụ nữ. Nếu tình ý, bạn có thể để ý, phụ nữ họ liếc rất nhanh để nhìn trộm những người có vòng ba to, rồi lại liếc qua chỗ khác ngay để tránh bị phát hiện. Thứ hai là cái nhìn điện xẹt lướt nhanh qua vùng bí mật dưới thắt lưng. Phái nữ nói rằng khi nhìn đàn ông qua gương mặt, vóc dáng, xong họ thường nhanh chóng lướt nhẹ qua vùng bí mật dưới thắt lưng này. Đặc biệt, tần số ngắm nhìn sẽ gia tăng nếu không gian là ở các bãi biển và bể bơi. Nhưng cả đàn ông và cả phụ nữ sẽ nhìn rất nhanh. Cách nhìn có tốc độ điện xẹt lướt nhanh gấp 10 lần so với ánh nhìn của các anh khi ngượng ngùng thoáng nhìn qua vòng một của các cô gái. Phụ nữ nói rằng khi lướt nhìn nhẹ qua chỗ đó, họ có hứng thú yêu đương và sẵn sàng vượt rào nếu đó là người đàn ông thuộc về họ. Thứ ba là nhìn vào cơ ngực săn chắc, bờ vai rộng. Có một sự thật là đàn ông thích ngắm vòng một hay ngực của phụ nữ bao nhiêu thì phụ nữ cũng thích ngắm của đàn ông bấy nhiêu. Nhưng khác với nam giới, phụ nữ thích đàn ông có bờ vai rộng, còn đàn ông lại thích phụ nữ có vai nhỏ thôi. Một người đàn ông mà có vai vừa rộng, ngực vừa nở thì phụ nữ nào nhìn thấy cũng phê. Chính vì thế mà nhiều đàn ông thường đi tập gym hoặc hít đất để làm cho vai ngực mình được rộng và đẹp ra. Thứ tư là bắp tay săn chắc, nhìn cái đã phê. Một người đàn ông mà có bắp tay săn chắc, chuột nổi to chứng tỏ đây là một người chăm luyện tập thể dục thể thao, có sức khỏe tốt. Phụ nữ có thể dựa dẫm vào được. Phụ nữ là phái yếu nên họ thích được một người đàn ông to lớn hơn để che chở, bảo vệ. Đây là câu trả lời hầu hết các cô gái, dù đã có chồng hay chưa chồng, đều đồng ý. Nam giới có thể tập gym hoặc các bài tập hít đất đẩy bắp tay để làm bắp tay mình to và săn chắc hơn. Từ đó mình cũng tự tin hơn trong công việc và cuộc sống. Thứ năm là phụ nữ thích nhìn chăm chú vào đôi mắt, cửa sổ tâm hồn. Khi được hỏi phụ nữ thích nhìn gì ở đàn ông, nhiều cô gái đã thừa nhận rằng họ rất thích và thường xuyên chăm chú nhìn vào đôi mắt của người khác phái. Đôi mắt phản chiếu rõ tâm trạng của chủ nhân nó, vui buồn, lo lắng hay đau khổ. Bởi vậy, đôi khi chỉ cần tập trung nhìn vào mắt đối phương, bạn gái cũng nắm sơ sơ được tâm trạng hiện tại của người đối diện và biết cách cư xử sao cho phù hợp. Khám phá được điều này, có lẽ đàn ông nên hạn chế nói dối phụ nữ nhé. Bởi không có gì qua được mắt nhìn của các chị đó đâu. Cẩn thận trước khi bị bóc phốt vẫn hơn, phải không nào?
Bây giờ bạn đã biết phụ nữ thích ngắm nhìn chỗ nào nhất trên cơ thể đàn ông rồi đấy. Chăm chỉ tập luyện làm đẹp những chỗ phụ nữ thích để thu hút người yêu, bạn gái, người vợ của mình, tự tin hơn trong công việc cũng như là xây cho mình một sức khỏe tốt nhé. Gia đã chỉ ra rằng phụ nữ và đàn ông có đời sống tâm lý hoàn toàn khác nhau. Đôi khi chị em hay suy bụng ta ra bụng người, đặt suy nghĩ tâm lý của mình lên đối phương để suy đoán, rồi lại phải nhận lấy lo âu, bức xúc vì cảm thấy thật khó nắm bắt được các anh. Có những sự thật về tâm lý của đàn ông mà phụ nữ nhất định phải biết nếu muốn có một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc. Năm sự thật tâm lý về đàn ông mà phụ nữ nhất định phải biết. Có những thứ của người đàn ông mà phụ nữ không thể hiểu, không thể lý giải được. Vì sao lại thế? Đó là bởi người phụ nữ đó không thực sự hiểu tâm lý của người đàn ông. Có những thứ phụ nữ tưởng tượng và nghĩ đàn ông sẽ thích nhưng lại không phải. Nắm bắt tốt tâm lý người đàn ông sẽ giúp phụ nữ thấu hiểu, từ đó biết lựa, biết chiều chuộng để cuộc sống được hạnh phúc hơn. Thứ nhất, đàn ông họ thích chịu đựng một mình. Chia sẻ, tâm sự là những thứ dành riêng cho phụ nữ, không dành cho đàn ông. Trong sự thật, tâm lý đàn ông hầu như không có khái niệm bày tỏ cảm xúc. Thay vào đó, họ thích gặm nhấm những cảm xúc một mình. Điều này có phần ảnh hưởng từ bản chất mang tên phái mạnh. Từ nhỏ, hầu hết con trai đều được dạy phải mạnh mẽ, không được khóc, đặc biệt là khóc trước mặt người khác. Nên họ rất ít khi tỏ ra những cảm xúc mãnh liệt ở đám đông. Phụ nữ sẽ thấy đa số đàn ông đều cố giấu đi những cảm xúc thật của mình vào bên trong. Khi vui, họ không tỏ ra vui quá đà. Khi buồn, họ cũng không đến mức bị lụy. Đừng trách họ hứng hở, lạnh lùng. Mà đây là tâm lý của đàn ông, phụ nữ nhé. Đàn ông, họ cũng có những lúc cần chia sẻ, nhưng không giống với phụ nữ, mập mờ hoặc bóng gió. Đàn ông có gì là họ nói đó, như hai người nói chuyện với nhau, thẳng thắn, chân thành. Là phụ nữ, phải nhận thức rõ về điều này. Thứ hai là, đàn ông họ không bao giờ muốn hạ thấp bản thân. Trong các sự thật về tâm lý đàn ông, chữ nhẫn là một điều rất quan trọng. Đàn ông trưởng thành có thể rất biết cách nhẫn nhịn, nhưng họ không bao giờ chịu nhẫn nhục. Đàn ông không bao giờ muốn hạ thấp bản thân hay quỵ lụy một ai cả. Nhiều đàn ông vì không muốn hạ thấp mình nên thường có tính khoa trương. Họ luôn tỏ ra nam tính, mạnh mẽ để tránh bị soi mói. Họ giả vờ mình là kẻ hiểu biết, tình ái để khỏi bị chê khờ khạo trên tình trường. Tất nhiên, ở một mặt khác, nhiều đàn ông trưởng thành hơn không chọn cách khoác lên mình vẻ giả tạo đó. Vì họ không muốn hạ thấp bản thân nên họ chọn cách phấn đấu đưa bản thân lên một tầm cao mới bằng học thức, làm việc, rèn luyện sức khỏe hay đơn giản là cách ứng xử lịch thiệp với con người, cuộc đời. Thứ ba là tâm lý đàn ông khi nghĩ về cơ thể. Khi phụ nữ hỏi đàn ông nghĩ gì về cơ thể đàn bà, thì đây là một câu hỏi dễ. Nhưng nếu hỏi ngược lại đàn ông nghĩ gì về cơ thể đàn ông, thì đây lại là một vấn đề khác liên quan đến sự thật tâm lý đàn ông ẩn giấu trong mỗi phái mạnh. Cụ thể, với tâm lý đàn ông, tiêu chuẩn một cơ thể đẹp đôi khi chẳng rạch ròi như đàn bà có ba vòng. Đàn ông ít nghĩ về cơ thể của mình và cũng không thèm nghĩ đến cơ thể của người đàn ông đối diện. Điều này rõ ràng là khác với đàn bà. Đàn bà thì lúc nào cũng nghĩ nhiều về cơ thể của mình lẫn cơ thể của người đàn bà đối diện. Về bản chất, đàn ông hiểu họ là phái mạnh. Từ đây, họ có một định nghĩa khác về cơ thể đẹp. Với họ, một cơ thể đẹp có thể khoác hình thức khiêm nhường, nhưng nhất định phải có một sức khỏe tốt. Đó cũng là lý do đa số đàn ông tự hào về độ khỏe của mình hơn là việc có 6 múi. Từ thực tế đó, phụ nữ cần hiểu một sự thật tâm lý về đàn ông khi nghĩ về cơ thể, rằng đừng so sánh cơ thể người đàn ông của mình với người đàn ông trên tạp chí người mẫu, hoặc kể cả với anh hàng xóm, chồng con bạn thân.
Bởi nói thẳng ra, mặc dù không nghĩ nhiều về cơ thể, nhưng việc đem cơ thể người khác ra đối sánh với họ là một sự sỉ nhục. Thay vào đó, hãy luôn tự hào về người chồng, người yêu của mình. Dù chồng bạn không cao, bạn cũng phải biết cách ngước nhìn. Dù chồng bạn bụng ngấn mỡ, bạn hãy cho anh ấy biết điều bạn cần nơi anh ấy là sức khỏe, chứ không phải cơ bụng. Dù người yêu bạn có đôi chân ít lông, cũng đừng chê anh ấy thiếu nam tính. Dù người yêu bạn tóc ít hoặc tóc nhiều, cũng đừng nặng lời nhắc đến những từ như hói, lượm thuộm. Điều này cũng giống như hình ảnh phụ nữ người ta thường hay ví von, đùi to chân ngắn mới là vợ anh trên quảng cáo. Với đàn ông, bạn hãy cho họ hiểu rằng bụng bia, chân ngắn mới là chồng em nhé. Thứ tư là sự thật tâm lý đàn ông khi nghĩ về tiền. Nhiều phụ nữ nghĩ, dù không nói trắng ra rằng với đàn ông, thước đo thành công chính là số tiền anh ấy kiếm được. Điều này ở một phần nào đó là đúng đắn. Bởi sự thật tâm lý đàn ông khi nghĩ về tiền, họ luôn cho rằng tiền là quan trọng. Nhưng dù nói gì thì nói, tiền lại là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm với tâm lý đàn ông. Nhất là khi họ phải sống giữa một thế giới vây quanh những người luôn xem họ là trụ cột. Vậy sự thật tâm lý đàn ông khi nghĩ về tiền là gì đây? Câu trả lời là trong tâm sự đàn ông trưởng thành, mọi người đàn ông họ luôn cho rằng tiền bạc là điều quan trọng nhưng không phải là số một. Vì thế phụ nữ ạ, làm ơn đừng ra giả suốt ngày luận điệu kinh tế này. Thay vào đó, hãy để những người đàn ông kiếm tiền trong im lặng, trong khả năng và trong sự phấn đấu vốn không biết mệt mỏi của những kẻ mang trên vai hai chữ phái mạnh. Đàn ông thích kiếm tiền nhưng rất ghét người khác nói về tiền, đặc biệt là số tiền của họ. Đàn ông thích ngồi lê bàn tán những cách làm ăn, đầu tư ra tiền, nhưng lại cực ghét những ai nói nhiều về vai trò của đồng tiền, đặc biệt nếu phụ nữ nói. Đàn ông thích tiền nhưng chưa bao giờ xem đó là tất cả. Họ có thể cày ngày cày đêm để kiếm đủ những con số mơ ước, nhưng họ cũng có thể bỏ những con số ấy để đổi lấy những phút giây mà họ cho rằng xứng đáng. Đàn ông kiếm tiền trước hết vì đó là một phần của bản năng. Như ngày xưa, đàn ông săn bắn, đàn bà hái lượm. Sau đó là vì trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Đây chính là những điều mà phụ nữ cần hiểu về người đàn ông bên đời mình. Thứ năm là đàn ông nghĩ gì về người cũ. Có bao nhiêu phụ nữ muốn biết hết về người cũ của chồng, của người yêu mình? Câu trả lời là 100% phụ nữ đều muốn hiểu tận chân tơ kẽ tóc. Đây có lẽ là một sự thật, và từ sự thật này đi đến một vấn đề liên quan sự thật tâm lý đàn ông khi nghĩ về người cũ. Nó như sau. Với người tình cũ, đàn ông luôn tôn trọng họ trong âm thầm. Dù người đàn ông của đời bạn có nói rằng họ đã hết yêu, hết thương người cũ, thì bạn cũng phải hiểu họ chưa bao giờ hết tôn trọng với người đến trước bạn. Tôn trọng ở đây khác nhớ thương hay một cảm xúc không dù cũng đến. Tôn trọng người cũ chính là cách người đàn ông cảm thấy tôn trọng chính mình. Nó cũng liên quan đến khái niệm trách nhiệm hay câu hết tình còn nghĩa của đàn ông mà chúng ta hay nhắc tới. Với người tình cũ, trong sự thật tâm lý của đàn ông là họ không bao giờ muốn kể lại. Nên phụ nữ à, làm ơn đừng gặng hỏi về người đến trước mình. Làm ơn đừng bới móc Facebook, email, Zalo, điện thoại chỉ để thỏa mãn thói nhiều chuyện và tự làm mình thêm đau. Vẫn còn rất nhiều sự thật khác về đàn ông, nhưng chỉ trong thực tế bạn mới hiểu và rút ra được kinh nghiệm. Điều quan trọng không phải là phụ nữ biết hết được bao nhiêu sự thật về đàn ông, mà cái cần nhất phụ nữ cần phải biết chính là thấu hiểu người đàn ông mình một cách tâm lý, hiểu được nhu cầu tâm tính để đối xử cho hài hòa với người đàn ông bên cạnh mình. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lời tâm sự. Đêm hôm anh hàng xóm gõ cửa,
tôi đã mắc lỗi với chồng chưa cưới. Tôi năm nay 26 tuổi, hiện đang làm trong một công ty tư nhân tại Hải Phòng. Tôi và anh yêu nhau được hơn 2 năm. Sắp tới chúng tôi dự định sẽ đi đến hôn nhân. Người yêu tôi làm việc trong một công ty ở Hà Nội. Chúng tôi rất ít khi được gặp nhau. Có lần 2 tháng mới gặp nhau một lần do hoàn cảnh công việc không cho phép. Chúng tôi chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại và chat chít. Gần đây giữa chúng tôi thường xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Cả tôi và cả anh đều chán nản và mệt mỏi. Mà nguyên nhân chính là do anh. Anh là người có phần đa tình. Đã rất nhiều lần anh lừa dối tôi. Nhưng vì những chuyện như vậy, nhiều đến mức mà tôi đã cảm thấy mất lòng tin vào anh. Anh đã từng giấu tôi bắt cá hai tay một cô gái làm cùng công ty với anh. Kết quả là đã đi quá giới hạn với cô ấy. Tôi phát hiện và rất đau khổ. Cảm giác mình bị phản bội luôn ám ảnh trong suy nghĩ của mình. Lòng tin của tôi vào anh cứ thế mà mất dần vì những gạt lừa ấy. Tuy vậy, nhưng mà anh vẫn một mực nói rất yêu và cần tôi bên cạnh. Anh nói với tôi rằng em mới là người con gái anh cần và muốn lấy làm vợ. Tôi không biết mình có nên tin hay không, và cũng không biết mình cần phải làm gì. Nhiều lần tức giận không thể kiềm chế. Tôi chỉ muốn làm như những gì anh đã từng làm với tôi. Càng nghĩ tôi càng hận anh vô cùng. Tôi chưa từng một lần có lỗi với anh dù chỉ là nhỏ nhặt nhất. Thế mà tôi lại bị chịu cảnh này. Một tháng trước, dãy trọ của tôi có người mới chuyển đến. Anh từ Hà Nội chuyển công tác về Hải Phòng làm việc 2 tháng. Vì tính cách hợp nhau nên tôi và anh rất hay ngồi tám chuyện. Cũng vì thế mà anh yêu tôi lúc nào tôi không hay biết. Tôi rất ngỡ ngàng trước tình yêu của anh. Nhưng vì đã có người yêu nên tôi đành từ chối tình cảm mà anh dành cho mình. Sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói nếu như không xảy ra câu chuyện của hơn một tuần trước. Hôm ấy cả xóm trọ đã về hết, chỉ còn lại có tôi và anh cô đơn trong hai căn phòng khác nhau. Lúc 7 giờ tối tôi nhận được những tin nhắn sướt mướt từ anh với nội dung đại loại là thắc mắc vì sao tôi lại không chấp nhận tình cảm của anh, vì sao lại không cho anh một cơ hội thể hiện tình cảm của mình. Tôi chỉ nhắn lại đúng một dòng: em không thể, em xin lỗi. 11 giờ tối anh lại tiếp tục nhắn tin, nhưng lần này với một nội dung khác: nếu đã không thể yêu em, xin hãy cho anh một lần được ôm em trong vòng tay. Chỉ một lần thôi và anh sẽ ra đi mãi mãi, không bao giờ làm phiền em nữa. Em là người con gái đầu tiên từ trước đến nay làm anh rung động. Tôi đã mùi lòng trước những tin nhắn mùi mẫn ấy. 11 giờ 30 tôi đã mở cửa phòng để anh vào. Nhưng rốt cuộc anh đã lừa tôi. Anh không chỉ dừng lại ở những cây ôm, cây hôn, mà anh còn muốn đi xa hơn nữa. Sức con gái yếu ớt và tôi đã không giữ được mình. Tôi vô cùng đau đớn và sợ hãi. Tôi ân hận vì đã quá điên cuồng tin anh. Tôi hận mình và thấy thật có lỗi với người chồng sắp cưới của mình. Qua đêm ấy, tôi không chỉ đau đớn về thể xác, mà trong lương tâm tôi còn day dứt không ngừng về bản thân mình. Tôi đã từng có lúc muốn một lần có lỗi với người yêu để trả thù những gì anh ta đã gây ra với mình. Có thể nói hiện tại tôi đã đạt được mục đích. Nhưng tại sao tôi lại thấy quá ân hận? Đã từng rất muốn dành tất cả cho người mình yêu thương, nhưng không biết vì điều gì mà tôi đã trao cho một kẻ chưa hề có chút tình cảm hay một chút gì gọi là rung động. Vì tôi quá tin người, hay vì tôi mới thực sự là người có lỗi? Tôi là một người con gái lăng nhăng. Hiện tại tôi đang rất đau khổ và không biết mình nên làm gì. Có nên nói tất cả mọi chuyện với người mà tôi sắp gọi là chồng hay không? Tôi đang rất băn khoăn, mong sớm được nhận lời khuyên từ phía tất cả các bạn để có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn thời này. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.